Cái này nãy Quyên xào xào với hành hành tím rồi cho nó thơm, xong Quyên mới ướp cái gói gia vị Thái vào á. Bây giờ Quyên để đây tại con gà thì nó mau chín lắm, nó mau nhanh mềm á, nên Quyên ướp vậy thôi. Rồi cái hồi cái hôm nay là Quyên chỉ cho cà rốt thôi, cà rốt rồi ông xã Quyên á là cho thêm ớt chuông vô. Rồi anh ăn với gì anh ăn, thường là anh không thích ăn khoai tây chung với cái món này, anh thích ăn cái món này ăn không á cả nhà, nó nước súp mà nấu mà kẹo kẹo cho anh thôi. Thì Quyên có làm miếng bún đi, thằng Lia nó ăn được thì nó ăn, thơm món này thơm lắm. Cái gói gia vị Thái là màu vàng thì nó cay nhẹ, màu xanh thì nó ấy nha, màu đỏ thì cay nhất. Thì tùy theo cái sở thích, thì Quyên thấy màu vàng là người Tây ăn được, nó cay thêm nhẹ nhẹ ăn được, không cay thì không có ngon. Màu đỏ thì nó hơi cay quá, màu đỏ nấu lên đẹp lắm, màu đỏ cam lên đẹp lắm. Hallo, was gibt's denn heute Schönes? Ach, ein totes Tier hier, ein totes Hähnchen, wa? Ein Hähnchen gibt's. Oh, lecker. Gemüse, Knoblauch, Brot für Lea zum Zuessen. Chicorée. Oh, wir haben Hunger. Hoffentlich kommt die Mama auch bald. Quyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh Quyên Cuộc Sống Bình. Oh, ich krieg noch was ganz Schönes. Hôm nay con ăn gì con? Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Habt ihr schon was isst? Ja, wir haben schon geguckt, ja. Haben wir hier này chấm hả? Okay. Hier ein Knoblauch? Nein. Knoblauch là gì vậy? Ba đi con. Sehr schön. Sexy mất ai photo nhá. Dạ. Đi à, nhìn ra phim mày chụp hình nè. Das ist ein Hähnchen, eine Ente. Hähnchen. Rồi, ông chụp hình để mẹ làm cái hình để gửi cho bà ngoại, hiểu không? Con mãi cũng tranh cho cũng làm mẹ. Chúc mày chụp chưa? Để giá hàng cho con. Chúc mày chụp chưa? Con làm mẹ đang cắt gà cho con nó đi nấu để nó nguội. Soll ich was einfüllen hier? Soll ich was einfüllen hier? Nein, nein, sie ist hier, Hähnchen hier. Ja, Möhren. Wir haben thịt gà nướng. Cái này con phải dạ. Cái này con phải thịt mẹ. Hähnchen. Mama fly cho ít thịt dài. Thịt gà. Mẹ nó thịt nhưng mà phân loại ra thịt gà. Mẹ nó thôi. Nó hat wieder so heiß gekocht, ja. Quả ốc kẹt. Đi nào con nói chuyện với ba đừng gì thôi. Mẹ thương nhé. Ich habe schon richtig Hunger. Ich esse heute erst das erste, meine erste Mahlzeit heute. Anh ăn giá gọn á. Mein Mann essen Jessie und Akko. Jessie nicht essen, Akko, 8 Stunden essen, okay? Ja, ich mache ein bisschen Fasten. Fasten? Ja. 8 Stunden essen und 16 Stunden nichts essen. Nur trinke Bier. Bier ist gut. Nè, có mẹ Uyên đó nè, đưa dĩa kia cho mẹ đi. Con không ăn cái này. Con ăn thì thử cái ngon lắm. Không. Con ăn này thôi. Ừ. Cháu sẽ giúp con biết ăn như thế nào nè. Không biết ăn rồi để cho mẹ. Con biết ăn như thế nào. Wer möchte die Haut haben? Mama. Ich esse die Haut nicht. Ha ha. Cháu sẽ phụ Uyên đi xong rồi đi à vậy. Bác sĩ phải. Bác sĩ phải. Nhưng mà số là con muốn chứ mà thế là về. Vậy con ăn trước đi. Du hast einen viel schöneren Teller jetzt bekommen. Guck mal. Bữa ăn con đừng kiếm chuyện với ba, hai cha con cứ giận hờn hoài hả? Nha. Giang ngoan lắm ba đi. Mắt ra cháu đi nha. Thật sự là anh mới hình được thôi.
Ủa nãy mày làm tóc cho con rồi, mày con đâu rồi? Tháo rồi hả? Dạ. Sao vậy con? Con không biết. Không muốn hả? Không sao đâu nha. Con ăn đi. Bà ngoại ơi, đi ra. Cái này ngoan lắm bà ngoại ơi. Đi ra nữa về thăm bà ngoại nha bà ngoại. Con cầm tay ăn đi. Con cầm tay ăn đi. Hôm nay thì Quyên nấu cà ri, rồi cái nửa cà ri còn nửa cái là Quyên nướng với hắc xì dầu. Anh đặt cái Gemüse aus dem Garten, ne? Na, ja, das im Topf da. Ảnh ăn ăn rau là rau tần dày lá đó cả nhà, nó thơm lắm. Ăn trị ho đó, năm ngoái Quyên bị Covid là Quyên ăn nó, Quyên nhờ nó mà Quyên đã đỡ rồi đó. Con này nè. La lốt nào cả nhà. Bắt ăn cái miếng sao phải thích nhé. Cái bằng dày lá Quyên trồng á, mua có chậu bây giờ lên quá trời lên luôn, thơm lắm. That's it for the natural medicine for the and hút chân. Ach so. Smell good rồi đó. Thôi rồi đi mắc mua cà rốt á, ôn bốn anh. Hôm nay Quyên chỉ nấu cà rốt với đậu đỏ cho anh ăn thôi. Ăn giống người người Mexico ha, ăn đậu. Tại anh sợ mập á, không có nấu khoai tây. Con đi ra ngon không con? Con ngon. Ôi ôi, mẹ nó không ngon hả? Mẹ kia đi á? Ngon. Chưa? Ngon ra chị. Đi ăn này là bụng nó liền, không có vui, không có nít cút. Con không thích nè, con thích thì con ăn dưa hấu không? Chúc cho ăn dưa hấu, ăn miếng đi ăn dưa hấu. Bánh mì chấm nước này không? Đi, bỏ ra. Con ăn của mẹ ăn. Nè, con lấy nước súp, mày lấy nước súp chấm mì cho con. Ê, mày lấy chén, đừng có chấm vô. Con không đánh gì. Sao, lấy cho mình. Không đánh gì. Cái lá đi plát rồi, curry plát rồi. Nè. Alles curry, alles ganz. Chấm vậy là ba ăn rồi người khác ăn còn lại. Alles ganz gesund. À, cái lá này á là cái lá curry. Cái này đậu. Đậu ăn được. Con cà đậu, cà đậu đỏ ăn cà rốt không? Bún à? Bún. Dạ. Mẹ mama schmeckt doch gar nicht bún. Bún bia mà. Klar schmeckt das. Ba thích ăn lắm. Ông xã Quy thích ăn đậu, đậu trắng, đậu gà, tất cả loại đậu mình thích ăn lắm. Danke. Mình nấu cà rốt để ra màu đỏ nên đẹp. Danke, reicht schon. Die Böden nicht das gar nicht. Con ăn ngon thì thôi, để lên cho ba ăn nha. Ba ốc bà ca. Dạ. Con ngoan đi ông ngoài nhìn con kìa. Du kannst dich hinsetzen am Tisch. Arm und Ellbogen runterkommen, so. Không được tay, ở người bên Đức không được cái để cái cùi chỏ lên trên bàn. Con đừng chấm bàn nha con. Ở Việt Nam mình như cũng không có được á. Con thịt nước. Nuôi đồ này ít lát là Timo. Timo nó khoái ăn bún lắm, bởi vì nó bún cho nó. Ê, bún của ta đi á. Kann Timo heute Abend essen, wenn er aus dem Kindergarten kommt? Mag noch nicht. Wir gehen so gut. Mà làm cho con bị đây rồi. Không có gì hết, này đồ ăn mày gấp cho con á, đũa con sử dụng chứ đâu mẹ sử dụng đâu. Muốn lấy đũa khác con lấy đi. Mẹ nói gì con? Mẹ nói gì con? Mẹ thì nay Lia bệnh Lia hơi khó tính xíu nha ông bà, đừng có giận Lia nha ông bà. Bún mày lấy cho. Đưa tô này mày gấp bún cho. Nó phải được gấp. Đưa tô này mày gấp cho. Ngon bún nè. Để dưới súp ngon nè. Đụng vô. Ăn giống mẹ nè. Nhìn nè. Giống Việt Nam mình đó. Không ngon. Ngon. Chấm nước trộn như nước súp vô ngon lắm. Trộn như nước súp giống như mẹ nè. Cơm nữa. Ăn có nước súp nữa. Mít sốt à? Ngon, mít nó sốt sờ mít. Ngon, mít ngon. Ein bisschen scharf ist, ne? Bloß ein bisschen, ne? Ja.
Cái gói củ, cái gói củ ri màu cà ri màu vàng này ngon lắm, nó không có cay. Mà trong đây nó có xả sẵn đồ, mình chỉ ăn nhạt nhạt đó, kiểu người Tây thích. Còn nếu mà mình nấu kiểu mình nó đậm đà xả nhiều á thì Tây không có quen, nấu kiểu này thì Tây ăn được nè. That's a Thai dipping nha. Schmeckt ja gut, ja. Hm? Ja. Is yes, yeah, this was I be more than be right for tomorrow, but it's just yeah, to be our name. Be to Derek, listen. Shikori. Shikori. Cái máy của Huyền không biết sao cái này bị chế độ quay phim nó cài tới 10 phút đã tắt ngang à. Vừa Huyền không biết cách nào để mà chỉnh cài lại á. Ông xã Huyền tìm không ra nữa. Anh chị nào mấy em nào mà biết thì chỉ cho Nguyên nha. Tại vì chắc lớn lớn tuổi thì khó biết, còn mấy người trẻ biết. Ông không cam cho cô mày. Thì Madeline hấp ai là bé đi. So. Này chắc yeah. Cái nó sẵn nó có con cái quýt thì quýt cái nó có cái con nè. Weiß nicht warum. Ja. Quýt con quýt này cô. Du kannst das Baby essen und ich esse die andere, ja? Aber am Baby nó. Có sai mình biết không? Không, mẹ giỡn rồi, mẹ không biết, mẹ không biết lý do. Anh mẹ kem là uống. Con ngồi ăn hết đi, ba lấy dưa hấu cho ăn đi con. Con what is? What is that? It's right to that nè. Con là gì đó? No, das ist so, bitte. Das ist nicht schlimmes, das ist so, ne? Alles kann man essen. Das kann man nicht essen mehr. Doch. Ich bin verfault. Guck mal, da ist gut. Nein, die gerade khấu. Scharf. Mẹ mới mua quýt á, mà thấy về thấy có cái trái ngủ rồi. Cái chung cô mà sao? Con ăn hết phần của con đi rồi mẹ cho ăn dưa hấu. Ăn mà xuyên đi không? Con ăn thôi, con để chiếc đũa, đo đũa xuống. Không để đũa trên chén vậy. Con ăn vậy, vậy con ăn không? Đang ăn để ngang qua trên cái dĩa, để ngang đúng rồi. Vậy. Để vậy nè, chút xíu con ăn nữa. Còn ăn hết xong rồi đem dẹp. Nếu con ăn hết đem dẹp rồi. Đem dẹp đi. Rồi đem vô bếp đi. Rồi ba Huy ăn ba Huy Wassermelone dưa hấu. Mình cứ xong rồi chứ. Ich hole die Wassermelone, ja. Danke, das hat sehr gut geschmeckt. Dankeschön. Gà nướng cái này ăn á, nó ít gia vị á, ăn nó ngon, nó thơm thơm. Thấy nó không đẹp chứ nó ăn nó ngon. Tôi thích ăn nhạt nhạt vậy đó. Tỏi nè cả nhà. Ăn bắp nha cả nhà, thông cảm mình là ăn xương á. Dì ăn dưa hấu với ba rồi con. Dì ăn dưa hấu với ba. Dì lát thì xá lên nha. Okay. Dưa hấu mùa này chưa ngon. Mình lại đi ra thèm á, Huy mua cho Lê ăn. Lekker, nó ngon mà. Lê cái đăng xanh hoa khi đi giúp cái thịnh chứ. Lê cái giúp bớt. Wir gucken mal, was das ist, ne? Erstmal essen nicht. Wir schauen mal. Das war mal. Genau, mal sehen, komm mal durch. Du mal. Cái hạt đựng nuốt nó không tốt cho cái đường ruột bao tử con. Không. Cái xin biết cho mấy phút nha.
war für meine Nudeln nicht mehr lecker als das Gemüse. Und so meine ich auch, meine Menge und Jäger. Cái tỏi này Quyên mua của người Đức hôm trước á, về Quyên bỏ cái nước đó ra, Quyên ngâm với nước giấm táo lại á, nó ăn nó ngon. Còn cái nước của người ta, người ta làm nó kỳ lắm, cái hậu nó ái kỳ lắm. Bơm nước không kỳ. Nên mẹ không hợp khẩu vị với mẹ. Khẩu vị cái gì nó không gì lắm. Khẩu vị là smack. Yes, Menschen haben einen Geschmack. Và erklärt von dir aber. Dem einen schmeckt das eine besser, dem anderen das andere. Alles normal, ne? Aber was Süßes schmeckt immer den Kindern gut. Weißt du? Weil sie sagt, mir schmeckt das. Ach, das ist der Knoblauch, der ist auch gesund. Der ist sehr gesund. Du musst auch essen lassen, dein Körper gesund wird. Der ist nicht gesund, der ist ungesund. Der ist gesund. Kannst du mir auch sagen? Nein, Süßigkeit ist nicht gesunder. Kannst du den Eltern mal was glauben? Nein, Süßigkeit ist nicht gesunder. Die Süßigkeit, da wird man gut und stark. Mm-hmm. So. Lia lớn, Lia thay đổi tính là Lia hay buồn, dễ buồn lắm. Aber Menschen im Medizin schnell sensibel. Ai mà nói gì là dễ bị xúc động, dễ bị nhạy cảm, người ta nói nhẹ nhưng mà mình không thấy nó điều đó nặng nề. Lia ao vậy? Vì sensibel vậy? Was denn? Sensibel và bạc là du fühlst schnell traurig und was sagst du noch? Aber sensibel erklärt für sie. Ja, ganz, wenn Papa mal ein falsches Wort sagt, dann bist du ganz sensibel und bist gleich eben ein bisschen aufgebracht auch. Und manchmal hat Papa das gar nicht so gemeint, ne? Du? Darf ich meine Melone essen? Immer Haare weg da. Melone. Das macht Papa doch auch. Nur so. Nur hier. Habt ihr sie hier nicht? Es ist ja nicht so, oder? Bleib bei mir. So und so. Haben wir dann egal, Leute. Lia, Baba und Linja, wie sagst du es, ja? Ja, alles sehr gut geschmeckt. Danke, Mama. Wir haben gerade ein Mädchen. Sao video của gia đình con? Cái gia đình con. Quyên xin kết thúc video đây. Quyên cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và trò chuyện cùng gia đình Quyên. Nếu thích video của Quyên thì bấm cho Quyên nút like, đăng ký để cho Quyên có động lực nhiều hơn nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt.